đây là nhân viên táo bạo nhất mà tôi từng thấy. Mới vào làm chưa đầy một tuần mà dám tỏ tình với nữ chủ tịch đã ly hôn. Tuy nhiên, Sohyun nói họ chỉ là mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới. Kim Hee-uk nghĩ rằng nếu như chỉ là chủ tớ thì bản thân không cần thiết phải làm đến mức này. Cuối tuần chỉ vì để khiến cho cô vui vẻ mà cùng cô ấy ăn mì gói. Nửa đêm lái xe 2 tiếng chỉ vì muốn gặp cô. Thấy cô không vui bản thân cũng thấy khó chịu. Đối diện với tình yêu thẳng thắn của Kim Hee-uk, Sohyun không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng Kim Hee-uk không nản lòng. Nếu không từ chối rõ ràng thì vẫn còn cơ hội để dành nhiều thời gian hơn với Sohyun. Kim Hee-uk đề nghị uống cà phê bên bờ biển. Anh ấy sợ Sohyun bị lạnh liền lấy áo khoác của mình choàng cho cô, còn nói những câu tình cảm xến xúa cho cô nghe. Nói xong liền lặng lặng nhích mông về phía Sohyun. Một lúc sau, anh giả vờ buồn ngủ và muốn dựa vào Sohyun. Gió biển mát rượi làm sao xuyến trái tim Sohyun. Lý do tại sao cô ấy muốn duy trì mối quan hệ cấp trên thuần túy khi ở bên Kim Hee-uk là bởi vì cô y sợ rằng sau khi hai người thân thiết sẽ bị mẹ ngăn cản, khiến họ trở nên xa cách hoặc thậm chí không liên quan. Điều đó sẽ làm cho cô ấy rất đau khổ. Cô ấy không biết rằng tất cả những điều này đã được Kim Hee-uk nghe thấy. Đồng thời lúc này, chồng cũ của Sohyun nhìn thấy một chiếc váy muốn mua nó làm quà sinh nhật cho Sohyun. Thật không may, chiếc váy đã được đặt trước. Jusuk đã chọn ngẫu nhiên một vài bộ bảo nhân viên gói lại. Jusuk vì để Sohyun không cảm thấy ngại nên đã viết thiệp để lại lời nhắn và đặt quà ở quầy lễ tân. Khi rời đi, tình cờ anh nhìn thấy Sohyun ngồi trong chiếc xe tải rách nát. Điều làm cho anh ta thậm chí còn khó tin hơn là Sohyun vẫn bí mật gặp gỡ riêng với nhân viên quầy kia. Jusuk tâm trí rối bời trở về nhà, lại biết được rằng mẹ vì để gây áp lực cho Sohyun đã bí mật liên hệ với họa sĩ và gỡ bỏ những bức tranh được trưng bày 2 năm ở triển lãm nghệ thuật của Sohyun. Để giúp cô, anh đích thân đi tìm họa sĩ để thương lượng. Anh nói Sohyun thực sự là một fan trung thành của họa sĩ. Cô ấy đã từng chỉ vì để cảm nhận thế giới trong tranh của bà, mà để Jusuk lái xe trong 6 giờ quanh địa điểm trong bức tranh. Đây cũng là điều duy nhất Jusuk làm khiến Sohyun hạnh phúc kể từ khi hai người kết hôn. Người họa sĩ hơi xúc động khi nghe điều này. Đêm đó, Sohyun được thông báo rằng cô ấy có thể tiếp tục lấy tranh của bà ấy đến trưng bày ở triển lãm, nhưng bà ấy không thu phí, coi như là quà dành tặng cho fan. Khi Sohyun phát hiện ra rằng Jusuk âm thầm giúp đỡ cô ấy, thì không những trả lại hết quần áo, thậm chí còn không muốn tổ chức triển lãm mà đem trả lại bức tranh. Sự giúp đỡ của Jusuk khiến cô ấy cảm thấy gánh nặng, cô không thể trả lại ân tình này vì vậy không thể nhận. Tuy nhiên, Sohyun vừa mới giải quyết ổn thỏa chuyện này thì rắc rối lớn hơn đang đến. Có người lan truyền tin đồn rằng cô ấy đang tìm kiếm một chàng ngưu.